Con gái và chồng cũ Kim Ngân bị chỉ trích, Trinh Di Phương Trinh lên tiếng bên vực. Nhiều người lại nói do chồng cũ của chị Kim Ngân nhồi nhét điều gì vào đầu mấy đứa nhỏ khiến chúng ghét mẹ. Điều này sai hoàn toàn, Trinh Di Phương Trinh nói. Ca sĩ Kim Ngân có hai người con gái hiện đang khá thành đạt tại Mỹ. Con gái lớn của Kim Ngân tên Mai Khanh, còn con gái nhỏ là Thúy Anh. Đến giờ Kim Ngân vẫn thi thoảng gọi tên Mai Khanh. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên hai con gái Kim Ngân không thể đưa mẹ về ở cùng. Điều này khiến họ bị nhiều người cộng đồng mạng chỉ trích. Tại một livestream gần đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trinh Di Phương Trinh đã lên tiếng bên vực hai con gái Kim Ngân và lý giải vì sao không dẫn họ đến gặp mẹ ngay được. Đừng nên ép buộc Mai Khanh phải đi gặp chị Kim Ngân, phải xem tình hình thế nào đã. Hiện tại có rất nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Có những người trách vì sao con gái chị Kim Ngân lại bỏ rơi mẹ, không chịu gặp mẹ mình. Có người lại hoài nghi, không biết để cho con gái đến gặp Kim Ngân thì có làm bệnh tình chị ấy nặng hơn không. Bây giờ nghe theo cộng đồng mạng thì rất khó. Nếu Thúy Nga kêu gọi Mai Khanh tới gặp Kim Ngân như trong clip trước mà Mai Khanh không đến sẽ bị chửi là bất hiếu. Nếu như Mai Khanh đến gặp mà khiến chị Kim Ngân nóng giận, điên lên như xưa thì cũng bị chửi vì làm mọi thứ tệ hại hơn. Vì thế nên tôi cứ tùy duyên, đừng nên ép buộc Mai Khanh phải đi gặp chị Kim Ngân, phải xem tình hình thế nào đã. Biết đâu gặp trong lúc này chưa phải là tốt, cần thêm một thời gian nữa để chị Kim Ngân tỉnh hẳn. Cách đây vài ngày, chị Kim Ngân đã nổi nóng chửi Thúy Nga, chứng tỏ thần kinh chị ấy vẫn chưa ổn định. Cần để Thúy Nga và các bác sĩ giúp đỡ chị ấy thêm một thời gian nữa cho ổn định hẳn. Lúc đó để các con chị Kim Ngân đến gặp chị ấy sẽ tốt hơn. Nó quay lưng đi vì đau lòng, không muốn nhìn thấy hình ảnh đó. Lần cuối cùng chị Kim Ngân gặp con gái lớn khi tỉnh táo là lúc 7 tuổi. Giờ nó 39 tuổi thì làm sao chị ấy biết nó như thế nào? Mình không trong hoàn cảnh người ta thì đừng vội nói mấy đứa nó bất hiếu. Trước khi bị bệnh, chị Kim Ngân đã có cuộc sống riêng và không gặp hai con gái thường xuyên. Thành ra chúng không có ký ức nhiều về mẹ. Điều này hoàn toàn thông cảm được cho chúng. Có người lại bảo sao, lúc tôi đưa hai con gái chị Kim Ngân xem clip về chỗ ngủ mẹ, hai đứa nhỏ lại bỏ đi. Họ bảo nó xấu hổ vì có một người mẹ như vậy. Điều này là không đúng, vì lúc đó chỉ có tôi và bố chúng nó, chứ có ai đâu mà xấu hổ. Tôi giống như người thân trong gia đình chúng rồi. Nó quay lưng đi vì đau lòng, không muốn nhìn thấy hình ảnh đó. Còn đứa lớn vẫn nhớ được mẹ nên bật khóc. Nhiều người lại nói do chồng cũ chị Kim Ngân nhồi nhét điều gì vào đầu mấy đứa nhỏ khiến chúng ghét mẹ. Điều này sai hoàn toàn. Mọi người đừng suy diễn vì như thế gợi nên điều xấu tới người khác.